oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Bây giờ, một là mình sẽ để ở đây để tạo cho cổ một cái sự bất ngờ. Mà không được, nếu mà để đây á thì người ta sẽ trách là đàn ông mà cũng không dám tặng hoa, rồi nói không có bản lĩnh, thì làm sao mà lo được cho phụ nữ. Chưa bao giờ mà thấy tặng hoa mà khó khăn vậy luôn á. Đi, đây, tập thử, tập thử, biết đâu được sao, mình tự tin mà. Tặng hoa vô duyên quá. Sao chưa bao giờ mà thấy tặng hoa mà khó khăn vậy hết ta. Đúng rồi, phải chân thành chứ, chân thành thì sẽ làm được tất cả. Có cách rồi, có cách rồi. Mình sẽ quỳ xuống, dùng tấm lòng chân thành. Anh tặng em, em có biết là anh yêu em nhiều lắm hay không? Anh chỉ có một cái tấm lòng chân thành này để gửi tới em thôi. Em đồng ý nha. Người hay ma vậy ông nội? Hết hồn rồi, gần như người như ma vậy đó. Biến thái hả? Ông mới biến thái á. Tự nhiên ở đâu ra rồi chọn vô đó ngồi vậy? Hết hồn dí á. Mà nếu giờ anh chấp nhận anh nuôi em, em gắn không, em chịu đựng á. Ghê, bệnh quá đi, làm gì tao ghê quá. Ơi đó, móc mũi tùm lum ra cái phải cái gì vậy? Cà rốt. Trời ơi, cà rốt mà trong lỗ mũi ra luôn hả? Bệnh quá, đi chỗ khác đi. Bệnh gì? Ai bệnh hơn ai chưa chắc à. Đức hiểu lầm rồi, không phải như ông nghĩ đâu. Cái ghê không? Trời ơi, thiệt là hết hồn, hết vía. Bây giờ để đây luôn đi. Mình sẽ tạo một cái sự bất ngờ. Đúng rồi, đi tới đây nhìn thấy cái bó hoa sẽ rất là bất ngờ, không biết ai tặng. Lúc đó mình chạy ra, ôi, tất cả sẽ vỡ òa. Em tặng cho anh nữa, muốn gây cho anh sự bất ngờ luôn. Cái gì mà bông tôi tặng cho anh nè, anh đừng có đánh trống lảng nha, không có bông biết gì đây đó, tôi cắn lưỡi cho anh vừa lòng nè. Thôi đừng có cắn lưỡi em á, cứ mới lúc dần lên là em đòi cắn lưỡi, lưỡi đang ngắn là nó chuyên đớt không ai nghe. Bây giờ em cắn lưỡi là lấy cái chim mà em truyền đặt thông tin. Anh nói gì? Ý anh nói là cái chuyện cũng nhỏ tí xíu em mới dần lên. Rồi lỡ mai một, hai đứa mình gặp cái chuyện lớn hơn, hai đứa mình say goodbye. Anh cũng muốn chuyện nó lớn thì đâu nữa hả? Không phải anh muốn chuyện lớn, anh muốn nói cho em hiểu thôi. Tình yêu mà phải biết chia sẻ, biết cảm thông. Huống hồ chỉ là cái chuyện ní là em hiểu nhầm anh. Đâu? Chia sẻ cảm thông, anh cũng biết là tâm hồn tôi yếu đuối mỏng manh. Chuyện chút xíu tôi là tôi cũng tổn thương sâu sắc rồi. Mà muốn cái chuyện nó lớn là anh hốt xác tôi luôn đó. Chả cái gì, nãy bì nãy bà không á. Chuyện hiểu nhầm mà chả có chi cả. Hiểu nhầm gì, tôi chỉ biết anh là đồ sở khanh thôi. Khanh đâu mà sở khanh, ráng mà em nói như rửa. Không sở khanh chứ sao đi bắt cá hai tay. Cá hai tay ôm hồ. Chứ sao hôm bữa có cái cô gái nhắn tin cho anh rồi nói gì à, gọi cho em nha, em có cái này cho anh xem hay lắm. Cái gì mà hay, toàn là mấy cái hình bậy bạ thì có. Không biết cái gì cả.
Ở trong cái thời hiện đại mà chả biết cái đó. Cái nọ là cái tin nhắn lừa đảo. Anh mà gọi lại là nó lấy cái số tài khoản ngân hàng là rút hết tiền của anh. Rồi nó anh đâu có gọi mà. Mắc mớ gì trên đời này bao nhiêu người, người ta không lừa đảo, lừa đảo tôi nè. Sao tự nhiên lừa đảo có mỗi mình anh? Tại anh đẹp trai. Nói gì anh cũng cãi được á. Đúng là đồ sợ khăn lừa gió. Tôi cắn lưỡi cho anh vừa lòng. Trời ơi, đừng có cắn lưỡi em, cắn lưỡi anh chót. Em dân quá, đừng cắn lưỡi em, cắn lưỡi anh nè. Đi cắn. Khoan đi. Có bữa con với thầy bàn là chỗ này nó chưa có gần gũi như vậy. Nhưng mà thầy thấy là trong cái tâm sinh lý của cái chàng trai này là đã đến lúc là chàng trai phải nổi dậy. Chàng trai phải chủ động để mà làm lành với cô gái. Cho nên là thầy nghĩ là lúc này là lúc mà hai đứa phải ôm nhau, hôn nhau và thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Trời, sao cứ làm theo thầy, thầy tâm lý thầy ngang ngược quá vậy. Thầy là người viết kịch bản, thầy là người đạo diễn. Không có đâu, thầy viết kịch bản mà thầy quên rồi. Con nhớ nè, cái kịch bản nó là như này là giận dữ xong cái cô gái mới nắm tóc giật. Xong rồi mới gắt bông này, gắt bông. Bực quá. Bực bông thầy ơi, bực. Thầy ơi, bực bông. Ôi, đừng có bất cảnh lừa thầy. Ông có bất bông. Bông của tôi. Cái bông này là của chủ ý. Bông của tôi để ở trên đây. Tôi tạo bất ngờ cho bạn gái tôi mà cô chú tới cho tôi lịch sự. Tôi không có ra cho chết tôi rồi. Thôi con trà lại cho bạn nè. Trả cho bạn đó, bạn tặng cho bạn gái bạn đi. Bây giờ mình mà tặng cái gì thì chết tôi. Không sao đâu, quan trọng là tấm lòng thôi. Dạ. Chứ ai nó mà quan trọng xấu đẹp. Bác ơi, con xin lỗi nha, tại tụi con đang tập diễn xuất á. Thấy cái bó bông này tụi con không có biết, tụi con lấy tụi con xài đỡ chứ tụi con không có cố tình. Dạ. Tập diễn xuất lần sau tôi tưởng đâu cô cậu gây lộn á, tôi mới để nghĩ là thôi cái bó bông này mà làm quề được cho cô cậu á thì tôi cũng để đó, mà giờ tập diễn xuất lần sau chết tôi được. Chúng cậu không phải là yêu nhau thật. Có thật nhưng mà cũng không. Nói chung là giả, không phải là yêu nhau mà. Dạ. Ủa vậy là bộ thôi hả? Dạ. Bộ thôi. Là ai học? Dạ con học. Con là thầy giáo. Con vậy á hả? Vâng. Vậy mà tôi tưởng đâu là hai người yêu nhau thiệt á. Không diễn vậy là cũng giỏi rồi đó. Dạ. Không nếu mà cái bông này mà để cho cô cậu mà diễn mà tốt vậy là tôi cũng hài lòng. Dạ. Thôi chúng cháu xin phép đi để cho bà có cái không gian riêng tư. Dạ. Không sao đâu, nhưng mà nhớ mà mốt nổi tiếng đừng quên tôi nha. Dạ. Thôi chúng cháu đi thực hành ở nơi khác. Đi. Con cảm ơn bác. Không có gì đâu. Con chào bác đi. Đi khách sạn. Chấp phải. Không, chúng cháu ra khách sạn chúng cháu tập. Trời đất ơi, thiệt tình. Tụi nhỏ giờ nó vô tư ghê đó. Nó vô tư tới nỗi mà nó để hậu quả lại cho tôi gánh chịu mình tôi luôn. Nó tan nát đời qua của tôi rồi trời ơi. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.